Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 8 tại trung tâm triển lãm SECC quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành làm đẹp tại Việt Nam, Việt Beauty 2016 với sự tham gia của hơn 150 thương hiệu đến từ 15 quốc gia. Triển lãm quốc tế Việt Beauty 2016 nhằm mang đến những lợi ích thiết thực cho ngành làm đẹp tại Việt Nam, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa. Tại Việt Beauty 2016, quý khách sẽ có cơ hội hợp tác với các đơn vị sản xuất quốc tế đang tìm kiếm nhà phân phối tại Việt Nam, đồng thời tiếp cận những công nghệ đóng gói chuyên dụng của ngành làm đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Việt Beauty 2016 hứa hẹn sẽ là kênh tiếp thị lý tưởng để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời trải nghiệm những sản phẩm và công nghệ tiên tiến hiện nay.